Trời, mình lạc vô một rừng chim luôn các bạn ơi. À, cái con chim pico này các bạn. Đây có con chim pico nó đang nhảy. Các bạn nghe nó hót không? Có con chim pico đang nhảy trên kia kìa. Đó. Thôi. Đó. Các bạn nghe nó hót không? Ở đây nó rất là nhiều chim luôn các bạn ơi. Mà hôm nay mình không có mang theo chim với không có mang theo cái lục bẫy. Đó. Đây vườn nhãn, vườn người ta trồng nhãn. Có tiếng chim huýt cô và tiếng khú nữa. Tiếng khú nó cũng đang hót. Ở trên cây này nhiều lắm. Đó. Đó. Mình hót gió lên là nó kêu lại. Dưới này. Rất nhiều chim luôn. Đợt sau mình sẽ mang cái con chim mồi của mình với lại cái lục bẫy mình đi vô thì mình bẫy mình làm cái video cho các bạn xem. Ở đây vùng quê rất là đẹp, cây cối rất là nhiều luôn. Dép ra đu lên. Rồi thấy mặt rồi. Rồi ba uống tổ luôn. Mấy tổ? Ba uống tổ luôn. Ba anh tổ luôn. Quay ra cái tổ chim này nữa, thấy không? Đó, nó đi à? Đi à? Còn đang sau mông tổ nữa kìa. Trong mông có anh tổ á. Đó, thấy không? Má tổ to ghê chứ, chắc mấy con đấy, con nhiều lắm. Có gì không? Có rắn không? Không có gì hết luôn. Không có gì hết luôn. Dạ. Đâu đâu đi được lại đây. Tổ chim nha các bạn ơi. Trời ơi. Mà kiến nhiều lắm, không có thấy cái lỗ của nó luôn. Không biết cái lỗ nó chim chui vô đâu. Đang moi ra nè. Không có gì hết. Kiến không? Kiến nhiều quá. Mình coi cái tổ bên này. Bên này cũng có cái tổ to lắm. Đó. Không có chim các bạn ơi, trên nóc nhà cũng có tổ này. Đây có rất nhiều tổ chim luôn. Nè, đây có cái tổ chim nữa. Không có tổ chim các bạn ơi, không có chim, có tổ nhưng mà không có chim. Ở cái tổ trên này to lắm nè, tổ to lắm nhưng mà không thấy chim, chắc nó nở, thôi đi xuống thôi, nó nở đi hết rồi. Cây này nhiều tổ chim kìa. Coi lại cái tổ này coi. Tổ này rất to luôn. Không có chim các bạn ơi. Tổ to quá mà không có chim. Trời rất cao. Giờ phải nhảy xuống như thế nào đây? Chết mẹ rồi. Ong nó cắn. Có ong, có ong. Tắt cái điện thoại đi thôi. Ong nó đang cắn. Má ơi ông nhiều quá, ông mới kiếm.